Bây giờ đời người con gái đẹp nhất tuổi trăng tròn sao anh vẫn thấy em buồn vì em buộc trao người em chưa từng yêu thương. Chuyện người sơn nữ tựa như ánh trăng hiền nhưng phảng phất nỗi ưu phiền làm say làm mê lòng trai trắng cầm miền. Mẹ cha sang thăm người em bán bên làng cho người không biết thương nàng chỉ mong ở bên nàng vui đùa thân xác. Giọt lệ rơi trong đêm chắn gối phu phàng thường cho thân xác hoang tàn tôi chẳng chọn em nhiều cay đắng vẻ vàng. Đời người con gái chỉ mong ở bên người mình yêu nhất trên đời cớ sao mấy người lại mang nàng đi về nơi xa xôi. Tội nghiệp em lắm người ta có yêu gì ngoài thân xác mỹ miều để lại bao vết thương trong lòng khóc trong vô vọng. Đời em từng đẹp tựa như đóa hoa hồng này như chim ca trong lòng chỉ mong được chơi đùa vui cùng quang không. Mà tan nát cõi lòng trần gian có biết em giờ cuộc sống bao người mơ. Mẹ cha sang thăm người em bán bên làng cho người không biết thương nàng chỉ mong ở bên nàng vui đùa thân xác. Giọt lệ rơi trong đêm chăn gối phu phàng thương cho thân xác hoang tàn tôi chẳng chọn em nhiều cái đắng bè bàng. Đời người con gái chỉ mong ở bên người mình yêu nhất trên đời cớ sao mấy người lại mang nàng đi về nơi xa xôi. Tội nghiệp em lắm người ta có yêu gì ngoài thân xác mỹ miều để lại bao vết thương trong lòng khắp trong vô vọng. Đời em từng đẹp tự như đóa hoa hồng này như chim ca trong lầm chỉ mong được chơi đùa vui cùng quang công. Giờ đây lạnh căm ở đời chốn quê vòng mà tan nát cõi lòng trần gian có biết em sợ cuộc sống bao người mong.